cái bài kinh mà Đức Phật giảng về cõi tịnh độ mà căn bản để cho chúng ta có thể học tu á quý vị. Bài kinh thứ nhất là A Di Đà, kinh thứ hai là Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là Quán Vô Lượng Thọ, kinh thứ tư là Niệm Phật Ba La Mật. Thì trong cái bài kinh Niệm Phật Ba La Mật đó có một bài thần chú gọi là chú vãng sanh á. Chú vãng sanh đó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, đó là căn bản của đắc sanh tịnh độ, tổng trì, tức nghĩa là có tổng trì của sự đắc sanh tịnh độ. Tất nhiên là mình muốn đắc sanh tịnh độ phải nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Cái gốc của nghiệp chướng nó sanh ra chỗ nào, nhổ tận gốc của nghiệp chướng ở đó, thì cái đó mới là cái giảng sanh tịnh độ, chứ không phải cái cầu giảng sanh mà được giảng sanh. Bây giờ ví dụ trong cái bài kinh đó nói rõ ràng mà, kinh Niệm Phật Ba La Mật mà. Niệm Phật Ba La Mật, Niệm Phật Ba La Mật, chữ Ba La Mật là đáo bỉ ngạn, là gì, bờ bên kia là giải thoát đó. Niệm Phật để đến giải thoát đó. Trong bài kinh đó Đức Phật dạy niệm Phật đi giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó cái gì gọi là Niệm Phật Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Thì trong đó có bài chú là bài tổng trì, đó là bài chú vãng sanh. Nên có nhiều người á, sử dụng bài chú vãng sanh cũng thắc cười lắm quý vị. Bài chú giảng sanh á, tụng để cho được giảng sanh, nên á, khi mà còn sống á quý vị, lỡ tụng chú giảng sanh ta là chù cho chết. Người ta nghĩ là chú giảng sanh là mình tụng giảng sanh có nghĩa là chù cho người ta chết á quý vị. Vì lý do đó quý vị, nên có một số đạo tràng bắt đầu mấy cổ á quý vị, gặp nhau ghét ai cái Nam Mô A Di Đà bà dạ đó, dạ đó dạ, làm gì đó quý vị, bắt đầu giận hận nhau, ghét ai cái gặp nhau mặt nhau Nam Mô A Di Đà bà dạ như tiễn vong vậy đó, nó dạng vậy đó. Người ta sai gì, người ta nói tiễn vong có nghĩa là nói với mấy người đó quý vị, ta chù nhau á, Nam Mô A Di Đà bà dạ đó ta dạ đó dạ điệt dạ tha, gặp nhau mặt nhau mà đọc chú cái đó là ta tính là mình chù cho chết à quý vị. Đâu phải, bài chú giảng sanh đâu phải là chù cho chết đâu quý vị à quý vị. Người ta nghĩ nó cái bài chú đó là tụng là người ta được giảng sanh, chứ mình không ngờ cái năng lực của cái bài chú đó là năng lực để tiêu nghiệp, mòn nghiệp, tiêu nghiệp nghe chướng của mình. Nên cái người nào á quý vị, nghiệp chướng mình nặng nề trong cõi đời này quá thì tụng chú giảng sanh đi quý vị. Chú giảng sanh nó để tiêu tai nghiệp chướng, mà tiêu tai nghiệp chướng thì nó không còn đau khổ, không còn đau khổ là tịnh độ, mà tịnh độ nó là giảng sanh á. Giảng sanh nghĩa là từ cái quốc độ đông độ, từ chỗ khổ đau mà mình qua hết khổ đau là vãng sanh. Như vậy nó bị vãng sanh tức là mình sanh ra một cái nơi mà thanh tịnh hoàn toàn, không phải nơi ô trược là khổ đau như cái sống nghiệp lực như này nữa, chứ không phải là cái bài chú đó là bài chú để tụng mà người ta được vãng sanh, mà chính là tụng bài chú đó để bản thân mình tiêu nghiệp và hồi hướng cho ai thì cái người đó được tiêu tan nghiệp chướng, mà tiêu tan nghiệp chướng là căn bản nhất để được vãng sanh tịnh độ Đà La Ni. Nghe quý vị, như vậy thì nghiệp chướng mình có bao nhiêu cái dòng nghiệp, nghiệp khác nhau. Như vậy thì chiều hôm nay là chúng ta trao đổi nhau về cái phần này. Và khi mà chúng ta tạo nghiệp thì ta gọi là nghiệp nhân. Mà khi một nghiệp nhân này thì bắt buộc phải có một nghiệp quả nó kèm theo, phải không quý vị? Tại vì nhân á là nó đi tới quả, là đương nhiên không có cái nhân nào mà không có quả cả, phải không quý vị? Tại sao? Tại vì luật nhân quả đây là một luật tồn tại bất biến ở trong vũ trụ. Tại vì nó xuất phát gốc nó là trong tánh không của vạn pháp, là trong trí bát nhã mà ra. Như vậy cái luật nhân quả này nó tồn tại ở trong vũ trụ này là một luật hết sức công bằng, mà không có dị nể, không có thiên về tâm của con người. Có nghĩa là con người nghĩ không nghĩ, có con người không có người thì luật nhân quả nó vẫn có. À, quý vị, tại vì tánh của pháp giới là tánh không, nên mỗi khi chúng ta động niệm mà sanh ra cái có quý vị, thì sẽ có một cái có nó đập lại tiêu cái có chúng ta tạo ra, nên về không, nó trở về tánh không của vạn hữu. Và do đó cái đó gọi là luật nhân quả đó. Bây giờ ví dụ nha, mình tạo ra một cái nhân, ban đầu tạo ra một cái nhân, ví dụ như là mình tác ý. Tác ý ghét người đó. Thì sẽ có một cái tác ý ghét của một người khác nào đó, tương đương với mình bắn ra một ý là ghét đó, ngược về lại mình. Đánh ra nó đánh lại quề bằng không. Chưởng rầm ra nó chưởng lại rầm bằng không. Nào quý vị, tại bằng không là gì? Tại vì trong cái vũ trụ này quý vị, tánh không là cánh tồn tại của vũ trụ, đó là tánh không, vũ trụ là tánh không. Khi mà đủ nhân duyên nó sanh ra cái có, thì đủ nhân duyên sanh ra cái có này bắt buộc có những cái mà nó đã tiêu hủy cái có này để trở về không. Đó quý vị, tại tánh nó bản chất của nó là tánh không, nên nó không có tồn tại có. Nên Đức Phật dạy tất cả cái gì có nó cũng trở về không hết mà, tại vì tánh của nó là tánh không. Nên bây giờ đó quý vị, mình có thân này chắc ăn mình sẽ chết đó, là mình sẽ trở về không, sẽ tan gì các bụi trở về không đó. Mình chửi ta chắc ăn có người khác chửi lại mình đó, không có gì. Mình cho người ta chắc ăn có người khác cho lại đó, mình lấy của người ta chắc ăn có người khác lấy của lại mình đó. Đây là ở trong vũ trụ nó tự cân bằng, nó tự sàng lọc. Cái đó là cái mình làm trước thì sau này thế nào cũng có cái làm lại, còn cái lượt, cái trước cái sau và cái một lúc xuất hiện
thì cái tánh không nằm chỗ nào? Bây giờ ví dụ nha, cái trước cái sau mình đã làm rồi thì sau này có cái làm ngược lại mình, thì cái đó là xuất hiện trước sau trên cái chiều của trục thời gian đó quý vị. Có động mới có thời gian, không có động có thời gian. Thời gian là điểm dịch chuyển giữa hai cái lần động với nhau, nó mới có thời gian. Động tâm thì có thời gian, tĩnh tâm không có thời gian. Nên những người mà đi vào diệt tận định đó quý vị, ngàn năm cũng đâu có bị già gì đâu. Nó quý vị, như là tổ Bồ Đề Đạt Ma nó ngồi diễn bích 9 năm á, ngài vào trong định á, là thời gian nó ngưng lại. Thời gian nó phụ thuộc vào sự động của chúng sanh. Mình nhúc nhích là có thời gian, là mình động niệm có thời gian, là mình mở miệng nói có thời gian. Đại loại cái gì động là nó có thời gian à. Tại vì quý vị mới thấy là khoa học cũng đã chứng minh quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian không? Thời gian bằng quãng đường chia vận tốc không? Vì quãng đường thì nó phải có chuyển động, mà chuyển động nó phải có quãng đường, đúng không? Mà có quãng đường thì nó có thời gian kèm theo. Mà quãng đường đứng chỗ, không có quãng đường x bằng 0 thì t nó cũng phải bằng 0 thôi à. À quý vị, mình nghĩ vậy. Như vậy thì khi mà ít bằng không là mình không có chuyển động, thì tâm của chúng ta đứng vững một chỗ, một tất cả cái đều đứng vững trong một tham, thì nhập định luôn. Thời gian đầu nó kéo ngược lại, nó kéo ngược lại, đến lúc nào đó quý vị trong chân không chả có cái động nào trong chỗ cả quý vị. Nên thời gian nó là tuyệt đối quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, thì ba này đâu có thời gian đâu. Nghe không quý vị? Mà tại vì bây giờ chúng ta động niệm, ta nhúc nhích thì nó có một cái chuỗi từ đây tới đây, từ già cho đến trẻ, từ trẻ cho đến già, từ A đến B, từ xấu ra tốt, từ tốt ra xấu, vô thường, mà có vô thường là có thời gian. Còn cái thường còn là không có thời gian. Nghe không quý vị? Như vậy thì khi mà một cái mà tác nhân ta sanh ra sẽ có tác nhân ngược lại đập chúng ta quay lại, cái đó là chu trình của thời gian. Sanh ra ở trong quá khứ thì hiện tại tương lai nó có sẽ đập lại ta. Nhưng mà nếu tồn tại ở tại vị trí này, tại một thời điểm, một thời điểm tức thời, nó có hai cái giá trị sanh ra cùng một lúc thì nó có bằng không hay không? Có đó. Nó có gì? Ví dụ trong một cái điện tích, tổng cái điện tích dương bằng điện tích âm, nó xuất hiện cùng một lúc nhưng mà nó phải cộng nhau bằng không. Bây giờ ví dụ sống trên thế gian này, sanh ra có đàn ông thì phải có đàn bà, có âm phải có dương. Sanh ra là có núi thì phải có thung lũng, phải có biển. Đâu có gì? Có cao thì phải có thấp, hai cái cùng xuất hiện lúc. Có dài thì phải có ngắn. Có trắng phải có đen, có thiện phải có ác, hai cái cộng lại nhau bằng không mà. Đâu có gì? Như vậy đó gọi là đối lập. Đối lập đó là một chu trình của nhân quả, đó là chu trình nhân quả, là chu trình đối lập. Mà nó xuất hiện sớm hoặc nó xuất hiện trễ thôi, hoặc nó xuất hiện đồng thời. Đồng thời thì nó hiện tướng ra liền cho chúng ta thấy. Còn trễ thì bây giờ mình làm ác thì mai mốt có việc ác ngược lại lại. Nó đã xuất hiện đồng thời mà, thì nó sẽ bằng không. Vậy thì nó muốn bằng không, nó bắt buộc nó phải có một cái xuất hiện ra để nó bằng không ở trong tương lai. Và nếu đồng thời xảy ra thì có hai cái trái chiều bằng nhau, thì khối lượng bằng nhau, thể tích, tất cả các cái. Âm có dương, có sáng phải có tối, triệt tiêu mà. Nó xuất hiện đồng thời thì nó phải triệt tiêu thôi, nó có cái để triệt tiêu không? Tại vì bản chất của vũ trụ này là tánh không vạn pháp. Vì thì mình làm ra một sự việc rồi chạy trời cũng không khỏi nắng, có sự việc đập lại mình chắc chắn trăm trăm. Luật nhân quả thật là cao diễn, xuất cổ kim chẳng lọt một ai. Mà cái gì? Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Chạy đường nào? Đó quý vị, giết người ta ở Nha Trang đi lên tới Bình Phước bắt ông rừng trong á, chạy đường nào? Nó có gì? Không ai bắt được mình chân á, tự mình cũng đau khổ à. Nó có gì? Chạy đường nào? Lưới trời nó rộng vậy à quý vị, không ai khai hết, tự mình nói ra. Nó có gì? Ở trong cái cuốn sách của bên Trung Quốc đó, có một vụ án mà người ta điều tra được lại cô này không có gì. Cổ là giết chồng để có đoạt tài sản á. Khi giết chồng có giết mặn cây đinh á, đóng trên đầu ông chồng. Vì mà các cái vị mà đi khám nghiệm tử thi không tìm thấy quý vị, không biết ông chồng sao chết. Như vậy qua 3 năm sau, nó có một cái gần đó, có một cái ông chết, bắt đắc kỳ tử quý vị. Cái người ta lại khám nghiệm hiện trường á, bà mới nói là coi chừng bị đóng đinh đầu à. Như vậy ta lật lại cái vụ án cũ, ta đào mộ chồng bà lên, thấy đinh gõ đầu, bắt bà liền quý vị. Mà cái ông chết này thì không có bị vậy. Đó quý vị, chính miệng mới nói ra đó, lưới trời ti rộng mênh mông đó quý vị, dạng đời muôn kiếp mảnh long có ngoài không? Đó quý vị, giết người ta đó cuối cùng là cũng phải trả cái nhân quả đó thôi à. Tại vì mình đã tác động vào trong vũ trụ này một lực rồi, vũ trụ sẽ tác động ta ngược lại một lực để trở về tánh không của vạn pháp. Đây không có phụ thuộc vào Đức Phật, mình cũng không phụ thuộc vào chúng sanh ở chúng ta quý vị. Nó là cái luật ở trong trời đất rồi, nên mình mở miệng ra mình nhúc nhích cái nào là nó sẽ có một cái đập lại y chang vậy đó. À, quý vị, nên nhầm khi mình thấy quả báo nhãn tiền là trong kiếp này mình thấy liền, nhưng có những cái quả báo kiếp sau. Tại vì khi mà nhân tới quả nó phải đủ duyên, nếu ta nhân tới quả, nhân tới quả nó phải có nhân duyên nữa. À, như vậy thì
chúng ta mới thấy làm ra một cái điều gì mà chúng ta tạo tác, chúng ta làm ra các quý vị, và nhiều điều chúng ta tạo tác ta làm ra trở thành một cục, đây gọi là nghiệp. Mà khi chúng ta làm ra cái này thì là cái nhân, làm kia trả lại kia quả, gọi là nghiệp nhân và nghiệp quả. Còn tất cả cái chúng ta làm ra đó là nghiệp, và tất cả cái chúng ta trả đó là nghiệp. Vì thì chúng ta tạo và cái để đập lại cái chúng ta tạo ra thì gọi chung đó là nghiệp. Tất cả đó gọi là nghiệp. Như vậy là chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài gọi là nghiệp và nhân quả. A Di Đà Phật. Để chúng ta coi hình thành, nghiệp nó hình thành như thế nào mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi quý vị. Mình chết cái gì đem theo? Nói thẳng ra bây giờ mình chết cái gì đem theo, mình mới quan sát nha. Mình chết cái gì đem theo? Bây giờ mình đem theo cái nhà. Mình kêu con đốt cái nhà cho ba đem theo quý vị. Đốt nhà còn bãi đất trống, mà qua bên kia cái nhà mất tiêu không thấy. Quý vị đem theo vàng bỏ ông hòm á quý vị, ăn trộm nó ăn cắp hết nè. Nó đào hòm đào mồ lên nó cũng ăn cắp mà. Quý vị. Rồi kêu mấy đứa con á, là con ai, ba thương con quá, con theo ba đi ba, nó chạy nó trốn tám nó trốn mất luôn không có gì, chết đi không có gì đem theo chứ không có gì. Nhưng mà cái mình tạo tác đem theo người ta gọi là nghiệp. Như vậy con người mình tạo tác bởi cái gì không có gì, nó xuất phát tại tạo tác bởi cái gì? Nhất thiết di tâm tạo, tức tạo tác bởi tâm, cái thứ nhất. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý là gì? Là tư tưởng mình suy nghĩ đó. Đâu quý vị, suy nghĩ gọi là tác ý. Tác ý là làm, tác làm nó làm nên một cái ý. Đâu quý vị, con người mình cái bệnh lớn nhất trong tất cả các bệnh gọi là bệnh kinh niên, bệnh triền miên, không bao giờ trị bệnh, gọi là bệnh suy nghĩ. Không có gì thuốc gì để trị chứ. Đâu quý vị, tối ngày suy nghĩ không? Hết suy nghĩ này, hết suy nghĩ nọ, hết suy nghĩ kia quý vị. Mà càng suy nghĩ thì càng khổ đau. Cái đầu óc nó càng căng thẳng, bị trầm cảm này nọ. Ví dụ như ông chồng có hai đứa con rơi, nó rơi rơi kệ ổng đi về, bắt đầu suy nghĩ. Ổng có hai đứa con á, như vậy chắc ổng lòn tiền ra dữ lắm nè. Ổng gạt mình nè, rồi là mình á là lại bị tổn thương nè, mình bị mất mặt nè. Rồi bây giờ mình khui ra, giờ mình đi đánh ghen, cái bây giờ mình có địa vị xã hội mà đánh ghen, cái là người ta coi mình ra gì nè. Quý vị, còn mình không đánh thì mình nhục nhã nữa. Bắt đầu suy nghĩ, dòng suy nghĩ nó tư tưởng tùm lum, đấu tranh trong tư tưởng mình nói gì. Rồi cuối cùng đi đến chùa, chắc con chết quá thầy, biết sao, ăn không được ngủ không được chết chắc, còn gì nữa không có gì, ăn không được ngủ không được, con người ta nhờ ăn giờ ngủ, mà ăn không được ngủ không được thôi chết chắc, cái còn gì nữa, khỏi báo nó cũng chết nào có gì. Bữa nay chết lần lần nó thấy mặt hai mắt nó thụt vô dữ lắm mà đó. Đó quý vị, cái tướng là nó ốm nhôm xanh chạnh rồi đó. Đó quý vị, chắc không quan trăng này nổi quá. Đó quý vị, sao khổ vậy. Đó quý vị, đọc suy nghĩ, nghĩ tùm lum, không suy nghĩ này cũng suy nghĩ kia. Đạo ông người ta suy nghĩ gì mà suy nghĩ mình tác lên một cái ý đó. Một ngày như vậy người ta tính là mấy chục triệu gì cái ý nghĩ của mình nó khởi lên đó quý vị. Thì tạo ra một cái ý nghĩ, tạo thành ra một cái chủng tử ban đầu gọi là nghiệp nhân. Một cái suy nghĩ, mà từ suy nghĩ đó quý vị, bắt đầu người ta mới đi ra lời nói. Không có ai nói mà không suy nghĩ cả. Đó quý vị, trừ cái người đó bị bệnh bệnh thần kinh. Đó quý vị, thực ra bệnh thần kinh không phải nói không có suy nghĩ đâu quý vị, mà người ta suy nghĩ trong vô thức. Chúng ta có hai cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ ngoài ý thức, chúng ta có ngoài ý thức, một cái suy nghĩ trong vô thức. À, cái đó là theo tâm lý học thôi. Còn nhà Phật quý vị ở ngoài ý thức và trong biển tàng thức. À, chưa ở trong trọng, mình có hai cái lớp lắm. Mà lớp ngoài ý thức gọi là lớp chủ động, lớp ở trong ở dưới cái ý thức đó, đó gọi là lớp bị động. Nên mình có hai loại thần kinh, một thần kinh chủ động và một loại thần kinh bị động. Vậy thần kinh chủ động là gì? À, vì thần kinh chủ động chúng ta ra lệnh. Bây giờ ví dụ như chúng ta rệnh lấy khăn lên lau mặt, thì cái tay mình nó sẽ lấy khăn lên lau mặt. Chúng ta kêu để lại, tay mình nó để lại. Nhưng mà cái bao tử mình kêu nó bóp đi, nó không bóp. Mình kêu nó là ngưng đi, nó vẫn bóp. Mình kêu cái trái tim mình nó có gì đập nhanh lên, nó không đập nhanh mà đập chậm đó, mình làm gì nó. Đó, mình kêu nó đập chậm lại, tại vì mình run sợ quá, đập nhanh. Kêu nó đập chậm lại có gì mà nó vẫn đập nhanh. Vì vậy thì cái thần kinh đó mình không điều khiển được nó, gọi là thần kinh bị động. Đó quý vị, mà bị thần kinh bị động ta gọi là thần kinh thực vật. Còn cái thần kinh chủ động á, mình nói cái gì là nằm ở ngoài lớp vỏ ý thức. Thần kinh bị động nó nằm trong biển sâu của tàng thức ở phía bên trong. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta có hai cái, một cái là chủ động và một cái bị động. Hai cái này nó tương hỗ cho nhau. Khi mà cái thằng bị động này quý vị, chúng ta không kiểm soát được nó thì nó ảnh hưởng tới cái thân mình.
mà thân mình thì nó ảnh hưởng tới cái tâm mình, nó có sự liên quan chằng chịt giữa thân và tâm với nhau. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta muốn làm cho tâm của chúng ta an lạc, an ổn thật sự là chúng ta làm chủ luôn hai loại thần kinh này. Nếu mà chúng ta làm chủ được cái thần kinh chủ động là có ý thức ở phía bên ngoài thôi quý vị, còn thằng bị động ở phía bên trong đó là cứ bệnh lên máu hoài đó quý vị. Mà mỗi khi lên máu mình căng lên đó, mình căng thẳng, mình sân si lên, ví dụ vậy đó. Thì bây giờ mình muốn cho đừng lên máu, đừng máu thì mình làm chủ nó luôn, đừng cho nó lên máu đó quý vị. Mà muốn làm chủ thần kinh thực vật này thì sao? Nó nằm ở trong biển a lại ra thức, chìm ở phía bên trong quý vị. Kiếp này chỉ có con đường thiền định và nhân quả thôi. Bây giờ ví dụ như là chúng ta làm một nghiệp nhân, chúng ta sẽ đi tới cái nghiệp quả. Có hai cái là nhân quả tương ưng đó quý vị, và nhân quả dị thục. Cái nhân quả tương ưng là như thế nào? Bây giờ ví dụ như chúng ta bị bệnh lên máu, chắc ta mình làm cho người ta hoảng sợ nhiều quá, người ta lên máu, giờ mình bị lên máu. Bây giờ đầu mình sám hối và mình bố thí cúng dường đó quý vị, để mình hồi hướng là cho con hết cái bệnh lên máu. Đó gọi là nhân quả dị thục, nghĩa là mình gieo một cái nhân này mà mình hồi hướng cho mình được hết cái bệnh kia. Cái nhân quả tương ưng bây giờ là chúng ta đi phóng sanh, chúng ta đi nuôi bệnh, chúng ta cho thuốc mấy người bệnh, chúng ta cho cháo mấy cái bệnh nhân, vân vân, chăm sóc bệnh nhân, thì kết quả chúng ta được hết bệnh. Cái là nhân quả tương ứng mà. Thằng này thì được kia chắc ăn vậy, đem đĩa đi ấn tống, đem kinh sách đi ấn tống, bị được thông minh trí tuệ, tương ứng mà. Nhưng mình đem cho gạo người ta mà mình nguyện con được thông minh trí tuệ thì sẽ được thông minh trí tuệ dị thục. Cho gạo dính gì thông minh, nhưng bằng ý mình muốn thông minh bằng cái cho gạo, là mình hồi hướng cho cái cho gạo đó được thông minh, là mình nguyện đó, thì nó sẽ được thông minh. Còn ví dụ như chúng ta làm cái gieo cái giống nào thì là được cái trái đấy à. Gieo giống nào được trái đấy là tương ứng nhau, tương ứng nhau, tương ứng nhau. Nhưng mà nếu chúng ta tác ý vào trong đó để chuyển cái tương ứng này thành cái quả khác đó quý vị. Ví dụ gieo nhân này gặp cái quả khác là phải do ý ở trong. Bây giờ ví dụ cây mãng cầu ta đó quý vị, mình có ý mình cho nó ra trái mãng cầu tây thì chúng ta ghép vào. Vì ghép này không phải cái tay mình ghép đâu, cái ý mình ghép đấy. Cái ý muốn vậy nó mới ra vậy, chứ không phải cái tay người thợ ghép vô. Bởi mình nói ông thợ này ông ghép hay quá, không có cái ý ông kia hay đấy. Ông kia ông tác ý thì nó mới sanh ra được cái ghép này. Bây giờ ví dụ nha, ông quý vị, trời ơi cái người thợ này á là điêu khắc nó tượng Phật đẹp dễ sợ, khéo tay dễ sợ quý vị. Không phải khéo tay đâu, khéo cái ý của mình á. Ý của mình bắt đầu dệt lên thấy cái hình tượng Phật ở trong tâm mình á, bắt đầu cái tay mình mới đẩy theo cái hình tượng mình đã hình dung trong cái ý mình á, là nó quyển chuyển như thế nào. Cái tay thì chỉ biết đục thôi, còn cái ý mình nó chỉnh cái tay mình. Cái này là thần kinh chủ động mà nó chỉnh cái tay mình, đường nét nó cuốn loạn sao đó quý vị, thì mình đã vẽ ra trong đầu rồi. Chứ nó đâu phải trên cái tay nè, cái tay hồi đục vô cho banh hả? Nào quý vị, cái ý của con người đã tác vào trong đó thì bắt đầu nó vẽ lên sẵn ở trong tâm mình rồi, đầu tâm mới đi được đường nét, nó quyển chuyển cái hình vật rất đẹp. Vì người ta nói thợ khéo tay. Chúng ta mới thấy là từ nhân mà nó đi đến quả, nó phải có cái thời gian, cũng có nhân duyên. Như vậy thì nghiệp là gì? Đó quý vị, nghiệp là nó có ba loại. Nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta tác ý, gọi là bệnh suy nghĩ, là bệnh tác ý. Nên muốn chấm dứt tác ý đó quý vị, thì có nhiều cái biện pháp khác nhau. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm gọi là tác ý là nghiệp. Vì chúng ta có ba loại nghiệp: tác ý ác ra nghiệp ác, tác ý thiện ra nghiệp thiện, tác ý không thiện không ác ra nghiệp không thiện không ác. Có ba cái loại nghiệp chứ không phải chỉ có một loại nghiệp một đâu nha. Đó, cái gì? Nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là chúng ta tác động làm cho thế giới xung quanh được lợi ích. Mà trong cái lợi ích này nó chia ra hai loại lợi ích: một lợi ích thế gian và một lợi ích xuất thế gian. Có nghĩa là cái lợi ích mình đưa đến người ta đi đến giải thoát, một cái lợi ích là đưa đi đến ở trong cái đời sống này người ta được hưởng thụ cái đó. À quý vị, có hai cái loại lợi ích khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, cái người ta đi chài lưới mà ta không có chài lưới, mình mua một cái chài mình tặng cho người ta, làm lợi ích cho người ta mà. Đó là lợi ích thế gian đó. Nào quý vị, mà trong cái lợi ích thế gian nó chia ra hai loại lợi ích nữa: một lợi ích thiện và một lợi ích ác, hoặc là thiện nhiều ác ít, ác nhiều thiện ít, trong cái lợi ích đó. Bây giờ ví dụ như là mình cho người ta một cái chài, thì đối với cái người mình cho cái chài đó là thiện nghiệp đấy, tức là mình cho người ta để cứu sống người ta. Người ta có cái chài, người ta chài cá để mà người ta sinh sống được trong lúc người ta nghèo khổ gì đó, là thiện nghiệp. Cho cái chài là thiện nghiệp. Nhưng mà khi cho cái chài đó, người ta đem đi chài cá, quý vị, giết bao nhiêu con cá
thì sanh ra ác nghiệp. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì cái thiện nghiệp mình giúp cho người ta, quý vị, thiện nghiệp được 10 ký, nhưng mà người ta lấy cái chài này, người ta chài cả năm trời, quý vị, ra được 1000 ký ác, trừ đi mình còn thiếu 990 ký. Nào quý vị thấy không? Nên cái từ bi mà có trí tuệ á, nhà Phật có từ bi có trí tuệ, tức là mình cho người ta, tức làm lợi ích cho người ta, nhưng mà mình xét là ác nhiều hay là thiện nhiều. À, mình cho ở dưới thế gian á, ác nhiều hay thiện nhiều, hoặc là thiện không hoặc là ác không. Nếu ác không mình không cho. Ví dụ như người ta mượn dao đi đâm kia, xin dao đi đâm kia, cái gì là cái này đâu có thiện gì đâu, cái gì đâu có gì thiện, tại mình biết là hành động đó là hành động đi là sát sanh, do đó là cái ban đầu nó không phải là thiện rồi. Còn cái người kia chài để mà sanh ra cuộc sống thì cái ban đầu nó thiện, tuy là bắt cá nhưng mà nó thiện đó, quý vị. Nhưng mà khi mà tác động bắt cá làm cá đau khổ thì cái đó nó lại sanh ra ác. Còn giờ nó mượn cái dao, nó xin cái dao, nó đi nó làm người ta vậy đó, thì hai cái đều ác hết, vì ác không làm đó, quý vị. Còn giờ có thiện có ác phải không? Có thiện có ác thì bắt đầu chúng ta phân tích tiếp. Ác nhiều thiện ít không làm. Mình con nhà Phật, quý vị, nó phải có trí tuệ ở ông này. Tất nhiên ác nhiều thiện ít không làm, thiện nhiều ác ít chấp nhận. Còn thiện không thì ok, là rất tốt, quý vị. Cho gì thiện không là rất tốt. Ví dụ như là cho người ta cái áo chàng, người ta đi mặc tu thiện không, cho ta gạo ăn thiện không, vân vân, nó chẳng có ác gì trong chổng chứ đó, quý vị. Nhưng mà có những cái thiện ác nó kèm theo, thiện nhiều ác ít thì cho đó, quý vị. Mà ác nhiều thiện ít thì ngưng lại, trừ trường hợp đó, quý vị, cứu người thôi. Có những cái là cứu người đó, quý vị, mà ác nhiều hơn thiện. Nên thì có những cái trường hợp đó, quý vị, thì là chúng ta sẽ cân nhắc là cứu người như thế nào đó. Có những cái trường hợp ví dụ như giết ăn cướp mà cứu bà già rồi đó, chẳng hạn, quý vị. Nên nó có những cái trường hợp mà nó tương đương với nhau, hoặc là nó ác nhiều hơn chút, nhưng mà về lâu về dài đó, quý vị, thấy nó khác. Nhằm có những cái mà người ta không xử lý được, có nghĩa là nó tương đương với nhau. Nó tương đương với nhau thì hãy theo con tim mình mà làm đi, tức là theo lòng nhân của con người mà làm. Nào quý vị, nó cái tương đương, ác với thiện nó bằng nhau. Giết ăn cướp cứu bà già ngang nhau. Phải không quý vị? Như vậy thì mình làm sao? Giết hay không giết? Hay là để cho bà già chết với tay ăn cướp? Nào quý vị, thì mình không bị tội lỗi gì hết. Nhưng mà với Bồ Tát bị đó. Phải không quý vị, chúng ta không cứu. Nhưng mà chúng ta cứu thì cứu được hay không được nữa, mình mới phân tích ra. Nên có những cái 50-50 thì theo con tim mách bảo đi. Nào quý vị, có nghĩa là theo lòng nhân của mình, nên làm cái gì thì lúc đó sẽ theo lòng nhân mình lúc đó. Nhưng mà ít những cái trường hợp đó lắm. Có trường hợp mà nó rạch rồi ra hết. Như vậy thì có ba cái loại nghiệp, đó quý vị, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Vì nghiệp thiện là nghiệp làm lợi ích cho người khác, chia ra hai loại lợi ích, một lợi ích thế gian và một lợi ích xuất thế gian. À, quý vị, còn trong cái lợi ích thế gian đó, quý vị, trong lợi ích thế gian đó là mình cũng chia ra làm hai, là thiện và ác ở trong đó nữa. Có xuất thế gian thì không có ác, xuất thế gian không có ác đó quý vị. Xuất thế gian là một bậc thánh là không có ác, nhưng mà xét thế gian thì có thiện có ác ở trong đó. Thiện nhiều ác ít mình làm, còn ác nhiều thiện ít mình không làm. Tương đương thì tùy vào mà mình suy xét như thế nào ở cục diện chung mà mình suy xét. Vì là có ba cái loại nghiệp thiện ác và không thiện không ác, mà nó sinh ra bởi ba cái dòng nghiệp của thân, ý của thân và của khẩu. Ý mình có ba cái nghiệp chính, nó cái gì gọi là ba nghiệp căn bản. Khẩu có bốn nghiệp và thân mình có ba nghiệp. Ý có tham, sân và si mê. Thân mình có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Miệng có bốn, quý vị, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Như vậy chúng ta có 10 cái nghiệp ác của thân, của khẩu và của ý, quý vị. Như vậy thì nghiệp ác á, thì nó chia ra như vậy mà có có 10 cái nghiệp ác. Như vậy á, là cũng có 10 cái nghiệp thiện và có vô số những nghiệp không thiện không ác, quý vị. Như vậy thì miệng mình muốn nói ra thì từ cái tác ý mà mình sanh. Hành động mình muốn làm á, từ ý của mình sanh ra, quý vị. Như vậy thì ý của mình sanh ra, mà ý này là thần kinh, này thần kinh chủ động, quý vị. Có nghĩa là ý là mình chủ động. Như vậy thì muốn diệt đi ý này phải có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác có thể điều khiển được cái hệ thần kinh chủ động này. Nhưng mà nếu như vậy thì nửa đêm mình mộng du, mình thức dậy, mình đi hành động ác sao? Ở bên Mỹ có một cái vụ án, quý vị. Cái anh cảnh sát hình sự này của Mỹ, police á, hình sự á, anh đi phải điều tra một cái vụ án là một tay ăn cướp, cướp của giết người giữa ban đêm, quý vị. Không biết bao nhiêu cái vụ án mà xảy ra, ảnh chính ảnh thụ lý cái hồ sơ này, quý vị. Mà ảnh đeo theo dài năm trời luôn á, và bắt không được cái tay hung thủ. Nhưng mà cuối cùng người ta lại điều tra ra chính anh này là hung thủ.
Nó lại là ghê chứ, anh đà là tham gia cái vụ án trong mộng du. Có nghĩa là anh bị bệnh mộng du. Khi bệnh mộng du anh không kiểm soát được cái thân của anh có gì, anh đi gây án. Như vậy thì cái nghiệp của anh kiếp trước anh phải bị mộng du đó. Nghiệp kiếp trước anh bị mộng du, anh mới đi gây án. Khi mà đi gây án mà chính ban ngày anh tỉnh, anh đi điều tra chính ảnh. Đó có gì, anh điều tra không ra. Do đó thì mình là mới thấy được là có những cái mà nó chi phối ở trong cái biển tàng thức của mình á. Mình làm mà mình không có chủ ý, làm mà không có chủ động. À quý vị, bắt đầu làm không có chủ động, nó nằm trong biển tàng thức nè. Thương người ta, cái ý mình có muốn thương không? Tự nhiên nó thương mà. Ghét người ta, ý mình có ghét không? Tự nhiên nó ghét à. Tham làm, ý có muốn tham không? Tự nó tham mà. Thấy tiền là tự nó tham mà. Đâu có ý gì đâu. À quý vị, đâu có suy nghĩ tới mà để tham gì đâu. À, quý vị mà tự nhiên thấy tiền ta lọt đóng, tự nhiên nổi lòng trần lên.